Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền diện tích bề ngang 4x10, pháp lý là thổ cư, thì xin giấy phép cất nhà được liền nha. Thì từ vách tường bên đây nó đi qua vách tường bên đây là diện là 4 chạy vô 10 nha. Thì chạy thẳng ra phía bên sau này. Thì nền này đang ở tọa lạc ở phường Long Hòa, quận Ninh Kiều, thành phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì nó cách đường Võ Văn Kiệt đâu đó chừng 600m là chúng ta tới đường Võ Văn Kiệt rồi, gần ngã tư Mậu Thân và Lotte ha, gần Lotte đường Nguyễn Văn Cừ. Thì quay qua hướng này là hướng đông nam. Nhà cửa xung quanh ở đây thì rất là đông đúc, rất là nhiều rồi. Thì đó, dài vô trong nhà khích gịch hết trơn. Thì quay về hướng đông nam. Thì chủ có nhu cầu bán cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu thì ở đây xin giấy phép các nhà được liền, một trệt, một lầu, hai lầu cũng được. Đó. Đường trước nhà thì đường 4m, ô tô về tới vị trí nền nha. Nhà cửa rất là đông đúc, cũng gần sông cầu Gạch Ngỗng, cách khoảng chừng 200m. Ở đây thì không khí hơi nước lên cũng gần đây cũng rất là mát mẻ ha. Ở đây rất là yên tĩnh. Thì quý cô chú anh chị em là cần sở hữu cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ trực tiếp và dẫn quý cô chú anh chị em đi coi vị trí nền. Còn mua bán thì mình trực tiếp gặp chủ thương lượng ha. Thì để từ cái con đường này sẽ chạy ra ngoài phía ngoài đường Võ Văn Kiệt cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn. Thì cái nền này chủ đang kêu giá là bán là khoảng 1 tỷ 150 triệu là chúng ta sẽ sở hữu được một cái nền diện tích 4x10, hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng nha. Cái này đất này đang nằm ở trong hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng. Thì hẻm 9 đi qua quẹo qua một hai nhánh là chúng ta sẽ tới được cái vị trí nền. Ở đây thì cũng rất là yên tĩnh và an ninh rất tốt luôn, có đèn đường rồi đầy đủ camera an ninh rất là nhiều luôn. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu thì mình đến coi trực tiếp cái nền, còn mua bán thì trực tiếp mình thương lượng với phía chủ. Đây là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, thì bán kính trong vòng 500m là 600m là bắt đầu đầy đủ tiện ích rồi. Đường Võ Văn Kiệt thì ăn uống siêu thị các kiểu đều đầy đủ hết, Bách Hóa Xanh hay là trạm xá đồ có đầy đủ luôn. Thì con đường này nó sẽ dẫn ra đường Võ Văn Kiệt, chạy ra cho quý cô chú anh chị em thấy hai bên đường nhà thì khích gịch hết trơn luôn. Đây thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ thì nó gần trường Đại học Công nghệ, tới Đại học Y Dược thì nó tầm khoảng chừng 2km là tới Đại học Y Dược rồi nha. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu nhà ở hay là đất nền gì thì xin vui lòng đăng ký kênh YouTube dưới phần nút đỏ đỏ đăng ký, mình nhấn chuông thông báo sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo liền. Con đường này thì xe ra vô rất là nhiều. Thì thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ thì ở gần trung tâm thành phố Cần Thơ thì đây là một cái nền cũng đầy tiềm năng và phát triển luôn nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì đây sắp sửa tới đường Võ Văn Kiệt rồi. Đó, đây là đầu hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng. Thì đây ra đây thì là đường Võ Văn Kiệt, đầy đủ tiện ích hết trơn. Chỉ trong vòng chừng 1km là quý cô chú anh chị em mình đầy đủ tiện ích hết. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại những video sau.